Xin chào các bạn, hôm nay Anna sẽ hướng dẫn các bạn cái cách làm bột ngũ cốc đầy đủ chất dinh dưỡng dành cho bà bầu. Và đây cũng là một trong những cái công thức mà vô cùng thơm ngon để giúp cho bà bầu có thể vừa bổ sung dinh dưỡng mà vừa gia tăng cái khẩu vị của mình, giảm được cả những cái tình trạng mà ốm nghén ở trong cái giai đoạn mang thai quan trọng này nhé. Vậy những loại ngũ cốc nào là những loại ngũ cốc mà mẹ bầu nên lựa chọn để sử dụng? Theo Anna thì cái nhóm đầu tiên mà mẹ nên sử dụng đó là nhóm gồm có đậu xanh, đậu đỏ và đậu đen. Tại sao Anna không nhắc đến đậu nành? Có rất nhiều mẹ inbox cho Anna và nói rằng là chị ơi, tại sao chị lại không nhắc gì đến đậu nành? Thực ra đậu nành á, đến thời điểm này vẫn có nhiều những cái nguồn thông tin trái chiều. Có những nguồn thông tin thì xem đậu nành như là một cái nguồn protein rất là giàu và nhiều dưỡng chất. Thì đúng là như vậy. Và có một cái nguồn khác á, thì người ta cho rằng là đậu nành, đặc biệt đậu nành mà biến đổi gen thì nó chưa hẳn đã là phù hợp trong cái giai đoạn mà mẹ đang mang thai. Em bé ở trong bụng mẹ của chúng ta có thể là nam hoặc là nữ, và trong đậu nành thì nó có rất là nhiều cái isoflavon, nó có cái cấu trúc hơi giống với cả hormone nội tiết tố nữ của chúng ta là estrogen. Bởi vậy cho nên rằng khi mà mình sử dụng mà mình bình thường mình sử dụng mà đúng liều lượng thì không sao, nhưng mà có thể do thường thói quen của chúng ta là chúng ta thích cho nên chúng ta lại dùng rất là nhiều, và khi dùng rất là nhiều như vậy thì nó có thể nó có biết đâu nó lại có những cái nguy cơ dẫn đến cái việc là rối loạn cái hormone giới tính. Cho nên rằng là để an toàn thì Anna không có khuyến khích mẹ sử dụng những thứ mà đang còn có nhiều trường phái tranh cãi. Ở đây mình khuyến khích dùng một cái gì mà nó đơn giản hơn. Thì cái hàm lượng protein nó vẫn có, mặc dù đậu nành vẫn là cao hơn, nhưng mà bạn có thể thay bằng ba cái loại đậu kia. Mẹ cũng có thể thấy là đậu xanh, đậu đen và đậu đỏ nó có 3 màu khác nhau. Mỗi màu thì theo đông y nó lại tốt cho một cái cơ quan khác nhau, và nó có thể dẫn dưỡng chất vào những cơ quan đó. Ví dụ như là đậu xanh thì nó sẽ dẫn được dưỡng chất vào gan, cho nên là đậu xanh thì làm cho mát gan, tiêu độc và giúp cho những cái quá trình trao đổi dầu, trao đổi mỡ, trao đổi đường, rồi đào thải độc tố và cân bằng huyết áp ở bên trong cơ thể mẹ sẽ diễn ra tốt hơn. Đậu đen thì nó sẽ dẫn dưỡng chất được vào thận, và nếu bạn để ý bạn thấy rằng là cái hình của cái trái đậu đen rất là giống và tương đồng với cái hình của quả thận. Thì theo như đông y thì những cái thứ gì mà có màu đen như vậy thì sẽ tốt cho quả thận, và nó sẽ làm giữ cho cái khí ấm ở bên trong cơ thể của mẹ bầu, cũng như là giúp cho cái quá trình mà cái máy bơm trong cơ thể của chúng ta hoạt động được tốt hơn. Còn đậu đỏ nó có màu đỏ và nó sẽ tốt cho tim mạch, nó có nhiều hoạt chất mà hỗ trợ làm sạch cái dòng máu và làm cho cái quá trình hoạt động của hệ thống tim mạch của chúng ta trở nên thuận lợi và trơn tru hơn. Cho nên mẹ cũng có thể có thêm nhiều những cái thông tin để thấy rằng là các loại đậu là những cái loại thực phẩm rất là tốt cho cơ thể của mẹ bầu, không đơn giản chỉ là những cái phần protein ở trong đó, mà ngay cả một số những cái yếu tố khác xét ở trên quan điểm Tây y hay Đông y thì nó đều rất là tốt cho cơ thể của mẹ. Với so sánh nó với cả gạo trắng thì sao? Thực ra mà nói thì gạo trắng á, nó sẽ dễ tiêu hóa hơn, và chúng ta ăn kết hợp được nhiều món thức ăn hơn. Thế còn các loại đậu á, thì nó cũng là tinh bột nhưng mà nó có nhiều chất xơ và nó tiêu hóa chậm hơn. Trong cái lúc mà mẹ mang thai thì thực ra mẹ cũng không cần quan tâm đến cái việc giảm cân lắm. Nhưng nếu như mà trong gia đình của chúng ta đã từng có những cái người mà có những cái trường hợp là bị tiểu đường, hoặc là nếu mẹ lo lắng là mẹ có khả năng rơi vào nhóm những người mà bị tiểu đường thai kỳ, thì mẹ lại phải nắm rất là rõ những cái phần này. Bởi vì khi mà mình bị tiểu đường thai kỳ thì mình lại phải có chế độ ăn mà giống với chế độ ăn của những cái bệnh nhân mà bị tiểu đường. Và lúc đó mẹ cũng phải chọn những cái loại thực phẩm, những cái loại tinh bột mà có cái tốc độ tiêu hóa chậm và có cái chỉ số đường huyết thấp. Thì nhóm các cái loại đậu này chính là nhóm mà có thể thay thế cho cơm trắng, hoặc mẹ có thể dùng để thay thế một phần cho cơm trắng, thay vì là mình sẽ ăn tăng lên. Bình thường mẹ bầu á, mẹ hay có xu hướng là ăn tăng lên. Thực tế ra thì chúng ta không cần phải ăn tăng lên quá nhiều, nhưng mà lúc đấy không hiểu làm sao mình ăn rất là ngon miệng, ngay cả bản thân Anna cũng thế. Thế cho nên là với trường hợp này thì nhẽ ra mỗi bữa mình đang ăn 2 chén cơm chẳng hạn, thì mình hãy cứ giữ nguyên 2 chén cơm mà mình ăn thêm những cái loại tinh bột từ những cái nguồn ngũ cốc khác nhau. Nó sẽ đỡ làm cho cái đường huyết của mình có cái nguy cơ tăng lên hơn so với việc là mình ăn tăng mỗi bữa thành 3 chén cơm. Hoặc có một số mẹ thì do trước khi mà mang thai thì ăn không ngon miệng, đến khi mang thai lại ăn rất là ngon miệng, và mặc dù ăn ít thôi nhưng mà cái sự khác biệt nó quá lớn. Thế cho nên là mình vẫn có những cái nguy cơ là cơ thể của mình không điều tiết được kịp thời. Và khi mà mình không điều tiết được kịp thời thì nó sẽ gây ra những cái nguy cơ là mình sẽ bị cái chỉ số đường huyết nó tăng cao và gây ra những hiện tượng như là tiểu đường thai kỳ. Cho nên là mẹ hãy làm sao đó mẹ có thêm thông tin, có thêm kiến thức để mẹ luân phiên mẹ sử dụng những cái loại bột ngũ cốc, những hoặc là ngũ cốc mà mẹ nấu thành cơm để ăn kèm với cả cơm trắng, hay là một số những cái món mà mẹ vẫn ưa thích trong bữa ăn hàng ngày.
Vậy ở trong ngũ cốc thì có phải là chỉ có ba cái loại đấy là đủ hay không? Theo quan điểm của Anna thì mẹ có thể cho vào thêm một cái thành phần gồm có mè đen và mè trắng. Hai cái loại này là hai cái loại mà người xưa rất là hay dùng để cho phụ nữ dễ dàng sinh nở. Đồng thời á, mè đen thì nó lại có màu đen, nó tốt cho thận, mà các mẹ bầu thì rất là cần thiết được cần phải có một cái cơ thể ấm áp để mà giữ an toàn cho thai nhi, cũng như là mình có thể truyền được những cái sinh khí tốt nhất cho em bé ở bên trong cơ thể của mình. Và mè trắng với mẹ đen kết hợp với nhau theo tỷ lệ 2-1 nhé mẹ nhé. Tức là tỷ lệ là mẹ sẽ dùng là hai mè trắng và một mè đen mẹ kết hợp lại, thì lúc đó mẹ sẽ có một được quả thận tốt, tóc của mẹ cũng đen hơn, mẹ sẽ dẫn được khí ấm lên trên, cho nên là mẹ sẽ giảm được cái hiện tượng mà rụng tóc khi mà mẹ sinh. Đồng thời là gì? Là những cái khớp của mình, làn da của mình cũng được bôi trơn hơn rất là nhiều. Cho nên đây, mè lại là một trong những cái thành phần mà chứa rất là nhiều omega 3 và axit béo thiết yếu. Và ở Việt Nam chúng ta đây là một cái loại hạt rất là rẻ mà lại có giá trị tốt. Và mè cũng là một trong những cái loại thực phẩm mà có thể khuyến khích chúng ta dùng mỗi ngày luôn. Có thể khuyến khích chúng ta dùng mỗi ngày nhé mẹ nhé. Cho nên là hãy cho thêm mè đen và trắng vào trong tỷ lệ của ba cái loại đậu kia để mình tạo nên được một cái công thức mà sữa tốt nhất cho mình. Ngoài ra mình có thể thêm cái gì nữa? Đương nhiên bây giờ thì chúng ta có rất là nhiều những loại hạt quý trên thế giới, như là nhóm hạnh nhân, mắc ca, óc chó. Riêng ba cái nhóm này thì Anna cũng rất là mong mẹ hãy dùng nó để bổ sung thêm vào một cái công thức bột ngũ cốc cho mình. Vậy là bột ngũ cốc của chúng ta sẽ có thành phần khoảng 8 những cái loại khác nhau. Và đây là một cái combo mà Anna nghĩ sẽ rất là phù hợp cho mẹ. Nó vừa cung cấp cho mẹ được protein, nó vừa cung cấp cho mẹ được chất béo, nó vừa cung cấp cho mẹ được tinh bột, và nó vẫn có chất xơ để hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa của mẹ. Và đồng thời nó cung cấp đủ tất cả những cái dưỡng chất từ những cái loại hạt mà một mẹ phải cái hình dung như thế này này. Tại sao hạt nó lại quan trọng? Tại sao tất cả những dưỡng chất trong hạt lại quan trọng? Bởi vì từ một cái hạt đấy nó có thể nảy mầm thành một cái cây. Chính là bởi vì như vậy cho nên là người ta cho rằng là rất là nhiều sinh khí nó sẽ đến từ các cái loại hạt. Trong một cái cây thì thân, lá, cành, củ, rễ, hạt đều có những cái giá trị riêng của nó. Và hạt thì nó có một cái giá trị là nó chính là cái cốt lõi để hình thành lên một cơ thể sống. Cho nên là đấy là lý do tại sao rất là nhiều chuyên gia họ muốn chúng ta bổ sung những cái loại hạt này vào trong chế độ ăn, đặc biệt là trong cái quá trình mà mình đang mang thai. Nó không làm cho mình tăng cân, nó không làm cho mình bị mập, nhưng nó lại bổ sung cực kỳ nhiều những cái dưỡng chất cần thiết để giúp cho mẹ có thể truyền tải những dưỡng chất đấy vào cho bên trong thai nhi. Và cho dù là mẹ nghe các cái thông tin về bột ngũ cốc có tốt đến chừng nào đi nữa thì mẹ cũng hãy nhớ rằng là nguyên tắc của thực phẩm là không bao giờ có một loại này thay thế được hoàn toàn cho những loại kia. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng luân phiên chứ không phải là chỉ dùng ngũ cốc. Cái cách dùng làm sao cho hiệu quả đây ạ? Trước tiên là mẹ bầu á, thì mẹ nên uống nóng. Anna biết rằng là bản thân những người phụ nữ mang thai, ngay cả bản thân Anna cũng vậy thôi, thì thường là mình rất là nóng ở trong người luôn á. Cho nên là mình thường hay thích ăn những cái món lạnh này, mát này. Nhưng mà tất cả những cái món này nó lại không tốt cho em bé của chúng ta. Nên là nếu như mà mẹ thi thoảng mẹ ăn thì không sao. Thi thoảng ăn không có cái gì nó gây quá, gọi là quá nhiều, đủ lượng quá nhiều để gây bệnh. Nhưng nếu mà mình ăn thường xuyên ngày nào cũng ăn thì nó lại tạo thành một cái thể trạng yếu. Và cái thể trạng yếu này thì đến cái lúc mà mình mang thai lớn, mình bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt là lúc mà mình sinh bé xong. Đây chính là cái thời điểm mà cái 9 tháng 10 ngày, cái quá trình dinh dưỡng của mình nó sẽ phản ánh ở trong cái lúc này. Và có rất nhiều người phụ nữ họ sinh xong thì họ cực kỳ đẹp, nhưng mà có những người phụ nữ họ sinh xong thì họ lại không được đẹp như thời con gái. Trong cái gia tộc của gia đình nhà Anna thì lại có một cái việc là truyền thống, đó là đẻ xong ai cũng đẹp hơn là thời con gái cả. Bản thân Anna cũng vậy. Trước đây chẳng bao giờ ai khen Anna là sinh gái, nhưng mà đến khi mà đẻ xong em bé thì rất là nhiều người khen. Và nhiều người còn nói là trông bạn này bạn nữ tính hơn là cái thời mà còn thanh niên. Cái thanh niên Anna rất là giống con trai, ăn mặc cũng giống con trai mà cái tác phong cũng giống con trai. Để sinh bé xong á, thì có một quá trình người ta gọi là thay máu. Nhưng mà trong cái quá trình đó thì quá trình mang thai và sau sinh, Anna có một cái chế độ dinh dưỡng khá là hoàn hảo, chỉ hơi dư về mặt số lượng thôi. Tức là Anna ăn quá nhiều so với cả cái lượng cần thiết. Thế còn về cái việc mà chăm sóc cho bản thân mình thì mình có cơ hội được chăm sóc kỹ. Do đó cho nên là sức khỏe cũng cải thiện rất là đáng kể. Và em bé sinh ra trộm vía cũng rất là thông minh. Cho nên Anna cũng khuyến khích các mẹ là mình cũng sử dụng một chế độ dinh dưỡng cân bằng. Mình hãy sử dụng ngũ cốc luân phiên với những loại khác. Và mình hãy uống nóng. Hãy nỗ lực uống nóng ngũ cốc. Nếu mà bạn không uống được nóng mà cũng hãy uống nó ở một cái mức là ấm ấm. Và mình sẽ uống như thế nào đây ạ? Mình
sẽ uống một ngày mình thêm vào khoảng 2 ly, và mình hãy cách bữa ăn khoảng 2 tiếng để cho không bị dồn vào một bữa lớn. Có rất nhiều mẹ là có cái thói quen là mình ăn xong mình uống ngay một ly sữa, hoặc là mình ăn xong mình ăn ngay một đĩa trái cây để tráng miệng. Thì mẹ hãy nhớ rằng là một nguyên tắc là mẹ hãy tách tất cả những cái loại cái phần thức ăn đấy ra. Nói như vậy cho nó nôm na đơn giản và dễ hiểu. Mình ăn cơm xong rồi thì 2 tiếng sau mình sẽ uống ngũ cốc, còn tốt hơn hết là trái cây là mình sẽ ăn trước khi mà mình ăn cơm, chứ mình không ăn sau khi mà mình ăn cơm. Anna sẽ giải thích kỹ cho mẹ vào trong một cái clip khác. Ở trong clip này thì Anna muốn cung cấp cho mẹ một cái công thức mà làm bột ngũ cốc đầy đủ dưỡng chất nhất để giúp cho mẹ có thể phát triển khỏe mạnh và bản thân em bé cũng phát triển thông minh khỏe mạnh từ trong bụng mẹ. Mẹ hãy nhớ rằng là nhóm những cái loại hạt mà có nhiều omega 3 và axit béo nó cực kỳ cần thiết cho sự phát triển toàn diện của thai nhi, đặc biệt là hệ thần kinh của thai nhi. Cho nên rằng là khi mà mẹ ăn được những cái thứ này vào thì rõ ràng là để gì em bé được cung cấp nhiều cái nguyên liệu hơn để trở thành một em bé hoàn hảo, và mọi thứ nó đều bắt nguồn trong chính cái giai đoạn mà mang thai cực kỳ quan trọng này. Cái cách mà để làm bột ngũ cốc nó rất đơn giản. Sau khi mà mẹ đã có tất cả các nguyên liệu rồi thì mẹ hãy rửa sạch và để khô. Sau khi để khô xong mẹ sẽ rang, và nhớ là mình sẽ rang riêng nhỏ lửa cho từng loại một, đến khi mẹ cảm thấy là có một cái mùi thơm và một số loại thì nó có một cái tiếng nổ hơi tách tách nhẹ, thì lúc đấy là cái lúc mà hạt đậu hoặc là nguyên liệu nó đã bắt đầu có dấu hiệu chín chín. Sau đó thì mẹ sẽ mang, mẹ xay nhuyễn, mẹ có thể xay bằng cái máy xay mà người ta hay xay cà phê á, máy đó xay rất là mịn, hoặc là một số cái máy xay sinh tố mà công suất cao. Thế còn trong trường hợp mà mẹ cảm thấy lười làm những việc này thì đương nhiên trên thị trường có rất là nhiều những cái loại bột ngũ cốc mà mẹ có thể sử dụng, và ngay cả cái bột ngũ cốc mà Yobo đang có mẹ cũng có thể sử dụng để bổ sung dinh dưỡng cho cái giai đoạn mang thai quan trọng này. Anna tin chắc rằng là với cái công thức mà bột ngũ cốc đầy đủ dinh dưỡng và cân bằng dinh dưỡng mà Anna vừa chia sẻ thì chắc chắn là mẹ sẽ có thêm được một món ngũ cốc bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày, và mẹ sẽ biết rằng là cái loại ngũ cốc này rất là thơm ngon, nó có một cái mùi bùi, một cái vị bùi và một cái mùi mà tự nhiên từ các loại hạt, rất là dễ chịu, mình không cần phải cho bất kể một hương liệu nào vào. Và yên tâm rằng là những loại ngũ cốc như Yobo sản xuất hay một số những cái hãng khác mà sản xuất riêng cho đối tượng mẹ bầu, chắc chắn rằng là họ cũng không cho bất kể một cái chất bảo quản nào vào, để làm sao cho phục vụ cho cái nhóm mà mang thai, nhóm phụ nữ đang nuôi con nhỏ ở trong bụng có được một cái sức khỏe tốt nhất. Anna xin chúc bạn có một thai kỳ vui vẻ, chúc cho em bé phát triển thông minh và khỏe mạnh. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều. Nếu bạn cảm thấy thông tin mà Anna vừa chia sẻ là hữu ích, xin hãy like, share, comment, rung chuông và đăng ký kênh YouTube của Yobo. Một lần nữa cảm ơn bạn và xin chào, hẹn gặp lại bạn trong những video clip sau.